Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube mình. Sorry anh em là mấy trận đấu cuối cùng của vòng bảng này mình không thể livestream cho các bạn xem được. Tuy nhiên thì highlight thực sự là mình đã xem và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn về những cái khoảnh khắc như thế này. Muji, the best player của cái vòng bảng đầu tiên, MVP gọi là MVP, anh ta có thành tích cực kỳ là đáng nể luôn. Chúng ta còn nhớ là với một dàn mới những cái player đến từ SK hay là Chai Gaming có những player cực kỳ xuất sắc thì Muji là một đại diện tân binh của mùa vừa rồi, của cái vòng bảng vừa rồi. Phải nói là cực kỳ là ấn tượng với cái thành tích của anh ta. Các bạn biết được là từ những ngày đầu tiên anh ta vào Podos là mình đã cảm thấy rất hào hứng rồi. Ngày hôm nay là những trận đấu cuối cùng của vòng bảng rồi. Và chúng ta sẽ có một cái matchup, đây là cái hôm nay sẽ là Polos và Kick. Polos đã giành chiến thắng ở 2-2 với tỷ số là 2-1, khá là sát nút. Hiện tại thì King of the Hill thì hai player trước của Polos đều đã thua, Muji là player cuối cùng. Liệu rằng anh ta có thể lật ngược được tình thế không? Sau cái vòng bảng này, hết vòng ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ có tuần sau là chúng ta sẽ có playoff. Thì schedule sẽ lịch trình sẽ bắt đầu sẽ có được vào ngày mai sau cái đấu cái giải đấu vòng bảng những trận đấu vòng bảng này. Ok, quay trở lại với trận đấu Benrerinel và Muji. Phải nói thực sự Lava nếu mà gặp một cái matchup này khá là khó, bởi vì là Musketi Bass Snowball thực sự rất là khó đánh khi mà mô Lava như cái deck Lava kiểu này. Lava Balloon nhưng mà nó lại có cả Minions và Mega. Các bạn biết là hai cái deck này nó yếu một cái điểm nữa là cái tốc độ support của con Minion hay là Mega Minion nó chậm so với lại cái tốc độ spam của Muji, đặc biệt là cái deck Bass và deck Bass và có Musketi như thế này. Các bạn biết là Musketi mùa này nó không còn mạnh như trước, nhưng nó vẫn là một con supporter mà chúng ta cần phải lưu ý được là trong những cái matchup thì không thể thiếu được nó. Thẻ cuối cùng của Muji đó chính là Snowball. Và thực sự thì Barbarian Arrow như thế này thì không thể giết được Musketi. Có chăng thì anh ta cần phải giết dùng một con Miner để móc lốp Musketi. Arrow như thế này là không hợp lý một chút nào, vì một Arrow và một giáp là không đủ. Một mình con Musketi làm đủ mọi thứ luôn. Liệu rằng là Muji có thể gọi là lật ngược tình thế không, thì khi mà anh đây là player cuối cùng của team Phonos ở King of the Hill rồi. 1-0, Pedro đã làm xuất sắc với cái trách nhiệm của mình rồi. Tuy nhiên thì hơi đen một chút với cái matchup này, hơi khó. Đáng lẽ ra Pedro anh ta có giáp, có Fireball với lại Miner móc lên thì sẽ hợp lý hơn, hoặc là có con Baby Dragon. Ok, 1-2. Let's go, game number 2, set number 2. Đây là game set thứ 2. Người thay thế cho Benroidel chính là Yuya, một player đến từ Nhật Bản. Mà anh ta cũng là một tân binh của cái mùa này. Tuy nhiên thì Yuya không được đánh giá cao so với lại các những player đến từ Phonos. Tỷ lệ thắng của anh ta là 53%, trong khi là Muji 60%. Phải nói thực sự tỷ lệ của Muji không đến nỗi nào tệ quá, và thực sự mình nghĩ là quá ấn tượng cho một cái tôi gọi là tân binh. Fireball IC mình nghĩ là X-Bow không? Thực sự là Muji anh ta chơi được rất nhiều cái bổng hồng mà Magic Archer. Mình nghĩ đây là một phiên bản có 3 Musketi hay là Royal Hawk gì đấy. 3 Musketi Royal Hawk, Magic Archer thì có Zappy chẳng hạn. Thông thường thì Muji anh ta đánh được rất nhiều deck, và đặc biệt những cái deck của anh ta là Cycle, anh ta rất ít khi đánh Beatdown. Nhưng mà thực sự phải nói là cái khả năng sử dụng deck của anh ta quá là ấn tượng, khi mà gần như các bạn biết là anh ta chơi ở trên ladder này, rất nhiều deck khác nhau. Mini Pekka, đây là phiên bản có Royal Hawk rồi. Magic Archer sẽ xuất hiện trong cái turn này để support cho Mini Pekka. Hợp lý. Thực sự khả năng mà sử dụng nhiều deck cũng như là sử dụng các thẻ bài của Muji là cực kỳ là ấn tượng. Mình mong chờ là Muji anh ta sẽ vào chung kết thế giới mùa năm 2020 này, và anh ta sẽ gặp những cái player khét tiếng như kiểu là
những player hiện tại đang nói đang 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 gọi là đang 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 có phong độ ấn tượng ở CIL West như là Mosen hay là Jupiter King chẳng hạn, những player player hay OP Sam chẳng hạn. SK họ mùa này họ comeback cực kỳ mạnh mẽ luôn. Còn với Phonos giống như kiểu là chúng ta đang Phonos ở bên này và phía một phần thế giới còn lại ở phía bên kia. Thẻ cuối cùng của Muji hình như là một Hunter. Chặn cực kỳ tốt từ có một con mini picker và Hunter. Và đây là thời điểm mà không biết không thể chặn được Hawk rồi. Hawk cũng sẽ có một vài đam. Một snowball thôi. Không tệ, giờ defense không tệ một chút nào. Tuy nhiên thì nếu mà đánh như thế này Yuya anh ta sẽ bị thua, bởi vì là bệ công bắn Zika nó bắn cực kỳ đau. Ewip không vào được trụ, chỉ có đam dính từ poison thôi. Tuy nhiên thì với webjab chúng ta mọi thứ đều là không thể. Không có gì là không thể. Thả một con mini PK ở phía bên phải, đó là một cái loại bài để gọi là cycle thẻ bài và câu ép đối phương là phải đổi hướng để đánh. Hợp lý. Bởi vì là webjab khi mà chúng ta biết là webjab chỉ cần một turn thôi thì webjab sẽ có được rất rất nhiều đam mà đổi ngược tình thế rất nhanh. Một cái lock cho đại con Robin Kick. Rồi Hawk đổi hướng vào mini Pekka. Chặn được turn này như thế nào đây? Fisherman là không đủ. Một mình Fisherman là không đủ cho một con mini Pekka. Một đam cực kỳ to. Và bây là thời điểm mà Magicka chờ bắn lên. Nó bắn luôn cả con Knight và con Goblin Burr. Thực sự phải nói là Muji đánh quá ảo diệu. Mình vẫn là luôn là fan trung thành của Muji. Nhưng mà player mình thích nhất vẫn là Jack. Rồi Hawk đã vào được trụ ở Snowball không đủ. Còn Fisherman thì vẫn đang quay và không chưa vào được trụ. Hunter. Một hit của Hunter là quá tuyệt vời. Sử dụng con Hunter cực kỳ tốt đến từ Muji đặt ở phía dưới và một chỉ cần một hit thôi con Baby Dragon nó bay luôn trong một nốt nhạc. Rồi Hawk phía bên phải. Fireball. Fisherman ở trong cái bài này nó không được thể hiện cái sức mạnh của mình khi mà Roy Hawk có 4 con liền. Mini Pekka. Woo, một mình Mini Pekka. Tốt tốt, chưa có tanh cơ. Và đây là thời điểm Fireball nhân 3 ly rồi. Slap push. Roy Hawk có Fireball lo. Mà gì đó chờ. Thực sự phải nói là Moji anh ta biết được là con nào bị không ít bị counter, vì vậy anh ta cycle rất nhanh, đó là Magic Archer. Magic Archer, Magic Archer, Magic Archer, Magic Archer. Quá nhanh. Rồi Hawk tiếp tục chưa đủ Eli để có thể dùng Goblin Kick của Fireball. Lock. Lock, 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 lock. So close. Tuy nhiên là Muji, Muji. I'm big fan. Ok, let's go, the last game. Hit number 3, reset number 2. Muji và Lai, good luck, good luck. No, game number... Game number 5. Here we go. Muji, Lai. Muji chơi tới minor đầu tiên. Còn Lai ta chơi... Minor IC Wizards, mình nghĩ ngay đến một clip Balloon. IC Minor IC Wizards Minor Valkyrie. Light anh ta cũng chơi Royal Zion rồi. Royal Zion Lightning Muji. À, mình quên mất đây là cái deck của Remy A. Remy A, Remy A deck. Yeah. Bây giờ mình mới nhớ đến deck của Remy A. Đó là phiên bản có Miner, có Vanky, có Rocket, có Tornado, Baby Dragon và Active King Tower. Absolutely. Anh ta là một best player in the world right now. Không có gì để chặn Goldbreaker.
Mà một khi mà Graveyard đã active được King Tower thì Bomb Tower sẽ đặt phía trên cầu và tank gần như không đi qua cầu được. Đây là thời điểm mà Muji anh ta thể hiện được sức mạnh của mình và khả năng control game của mình. Phải nói là kỹ năng của Muji cực kỳ là ấn tượng. Các bạn biết là cái skill mà đặt Tornado để kéo Baby Dragon về phía bên này này, cộng với lại là Tornado không dễ đâu nhá. Nhiều khi các bạn kéo sai là con Baby Dragon nó không bắn, nó không đam vào con IC Wizard là các bạn fail luôn. Và một khi các bạn đi fail như vậy thì các bạn gần như thua luôn cả bài. Nhưng đối với Muji anh ta xử lý cực kỳ là hiệu quả. Mình thấy cái skill kiểu này thì thường là The God, là player đến từ Space Station Gaming, anh ta xử lý rất tốt. Mình đã thử vài lần rồi nhưng mà thực sự kỹ năng của mình không được như họ. Và Barian chọn được Godbreaker rồi. Tuy nhiên đây là thời điểm mà máy rồi. Đừng lưu ý rằng thẻ cuối cùng của Muji đó chính là Rocket. Tuy nhiên thì các bạn biết là nếu có đánh như thế này thì line ta cũng không thể qua tank để có thể support được cho Graveyard. Và đây là thời điểm Rocket Cycle đây rồi. Rocket Cycle đây rồi. Thời điểm đây này là lại anh ta cần phải đẩy Graveyard nhiều hơn. Anh ta cần phải đẩy nhanh hơn. Vanky Goblin dùng Poison hợp lý. Cẩn thận khi mà bị Tornado. Tornado này không có Tornado. Rất là may khi mà Lai anh ta lại không có Tornado. Chứ nếu mà có Tornado trong turn vừa rồi là Baby Dragon Tornado sẽ là một combo cực kỳ lợi hại. Worldbreaker đẩy lên và đây là Rocket. Muji anh ta copy deck có những một kiểu các player khác nhưng mà anh ta đánh khả năng anh ta gọi là thích ứng với lại cái matchup kiểu này cực kỳ là hay và quá nhanh. Nhiều khi mình copy có những deck của họ mà mình chả biết đánh kiểu gì nữa, thả quân toàn tùm lum hết cái lên. Chưa có tanker, Tornado đây rồi, dùng poison ở trong trận này đó. Vừa miner vừa goblin vừa Godbreaker, một mình con miner móc bên phía này. Mặc báo bây giờ là khá cân bằng. Tuy nhiên thì Rocket vẫn là một cái vũ khí lợi hại ở thời điểm này. Với Muji anh ta chỉ cần 2 cycle Rocket nữa thôi, Miner đẩy lên tiếp. Cố gắng lắm. Miner là Worldbreaker. What? Mình có lẽ là Muji anh ta cũng không nghĩ rằng anh ta có thể thắng được cái matchup vừa rồi. What? I can't believe it. Collaboration Muji, Collaboration Phonos. Một chắc suất top 1. Và chúng ta sẽ đến playoff vào tuần sau. Congratulations. Và đây là player bracket skill. Đây là lịch trình đánh của ngày của tuần sau. Chúng ta kêu là Kick này, Pháp này, Fallon này, William G sẽ đánh với lại cái nhánh trước, sau đấy là nhánh thắng, nhánh thua sẽ đẩy xuống dưới và sẽ mặc lụt xuống dần. Đây là một cái cách đánh kiểu mà đánh bậc thang vậy. Thì tuần sau các bạn lưu ý là nên xem nhá. Những cái matchup nó đấy. Kick đánh với Pháp, trời ơi. Zack sẽ đánh với lại player của Việt. Mình yêu thích. MVP award Muji. Congratulations Muji. MVP of CIL is for Revolution season Muji. Muji have nickname Aliens, who has a ship. Thực sự, Muji, anh ta có một cái chiến thắng xứng đáng khi mà giành được cái giải thưởng là MVP Player Rookie, tức là tân binh tài năng nhất ở thời điểm có cái vòng bảng. Thực sự là Muji anh ta có một cái khả năng mà người ta nói là quá thượng thừa, một tài năng quá tuyệt vời. Chúng ta còn đến với bài phỏng vấn của Muji, anh ta. Chúng ta còn đến trước cảm nhận của Muji. Hey, lần đầu tiên tôi tham gia cái giải đấu này và thực sự rất là tự hào. Tôi chiến thắng cái ba giải. Ba giải chiến thắng Muji. What the fuck? 3 awards. My teammate away help me with the deck. Những đầu đồng đội của tôi thì Zep giúp cho tôi rất nhiều về những cái deck khác nhau. Tôi tin là cái giải thưởng này thì dành cho những cái đồng đội của tôi. Và tôi muốn thành cảm ơn của các đồng đội của tôi rất 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 nhiều, đặc biệt là đến với lại huấn luyện viên của tôi, đó là Muji, có là Fuji.
Tôi nghĩ đó là MVP sẽ là một cái gì đấy rồi đây. Champions. Tôi đi ăn BBQ Korea. Thank you everyone. Nếu mà anh ấy chiến thắng các champion thì anh muốn đi được thi champion thì anh ta sẽ đi ăn BBQ của Hàn Quốc. Good, good. Okay, congratulations Muji again and see you guys, see you next time and thank you for watching.